cái gì mình làm là phải cho dân biết, phải dân cùng làm, dân cùng lợi, dân dân là trên hết. Nằm ở vị trí cửa ngõ tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng, huyện Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận, ở trong vùng khí hậu nhiệt đới, bán khô, kết nối thành phố Phan Rang và thành phố Đà Lạt. Huyện Ninh Sơn nằm trên trục hành lang kinh tế đô thị quan trọng quốc gia về cả đường bộ và đường sắt, có địa hình thoải lượn sóng. Có sông, suối, đồi núi thuận lợi phát triển du lịch. Năm 2024, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6%, hướng đến tăng trưởng đạt 14%. Xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có thôn sâu nhất là Tà Nôi, từng khép kín trong rừng. Hầu hết người dân trong 188 hộ ở đây là đồng bào Rắc Lây. Sự cách trở với bên ngoài của thôn Tà Nôi đã được thu hẹp hoàn toàn, điện lưới và nước sạch đã về thôn 100%. 5 cây cầu vượt suối sâu cùng tuyến đường độc đạo từ thôn về trung tâm xã gần 8 km đã mở ra cơ hội mới cho Tà Nôi. Hành trình nâng mức sống của người dân thôn Tà Nôi và xã Ma Nới đang hiện ra mỗi ngày với các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đang dần hoàn thành để chạm đích vào năm 2025. Đó là nỗ lực không mệt mỏi, có một phần đóng góp của trưởng thôn người Rắc Lây, ông Cà Mau Viên. Trưởng thôn là giống mặt trời là ở đâu cũng nó đi hết. Trong ba ruột của mình. Tốt lắm. Giúp đỡ bà con thế nào cũng làm được hết. Tên trưởng Cà Mau Viên. Giải pháp mở cánh cửa phát triển cho thôn Tà Nôi nhanh hơn không chỉ nằm ở việc phá thế khép kín bằng đường giao thông, mà cung cấp thông tin chỉ dẫn hướng tiếp cận để làm thay đổi nhận thức của người dân là việc cần thực hiện càng sớm càng tốt. Trách nhiệm của trưởng thôn Cà Mau Viên vì thế sẽ thách thức hơn. Đời sống, thu nhập chính của bà con tại thôn Tà Nôi chủ yếu là về trồng trọt và chăn nuôi. Cây điều là cây thu nhập chính. Hàng năm là mỗi hộ gia đình thu nhập là từ 10 triệu đến hàng trăm triệu, là góp phần xóa đói giảm nghèo. Mặc dù thôn vùng sâu vùng xa nhưng mà rồi các cháu cũng được đi học, ngay con ở nhà cũng được học tốt nghiệp đại học. Mình bắt đầu làm trưởng thôn là từ năm 2018 đến nay, phục vụ là về nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân các mặt á, tức là hàng ngày hàng giờ để tiếp thu lắng nghe tâm tư nguyện vọng ý kiến của bà con để hướng giải quyết kịp thời là ổn định về phát triển về các lĩnh vực. Một phần gây trở ngại trong đời sống người dân Tà Nôi là một quan niệm cũ không có lợi vẫn tồn tại. Trưởng thôn Cà Mau Viên mất nhiều thời gian để đối diện giải quyết. Đó là những ngày vào năm 2018. Năm 2018, hôn nhân cận huyết, cái đó cũng khó khăn. Bà Cà Mau thì choa để con là Cà Mau Quốc á, mẹ muốn gả là con của chú bên kia á, chú họ mà không chưa tới ba đời á, mặc dù họ mẹ thì khác nhưng mà cha đẻ của Trâm Thị Chào này là Cà Mau Hà Ra á, cũng họ Cà Mau, anh ruột đúng không? Buộc Trâm Thị Chào để là con của cậu, tức là anh của cô vợ của chú lại, bên cậu nó cũng cần nó đi ân con nó, à, mặc nhau. Lúc đó là đầu tiên ấy. Thì nói bây giờ là để ơn nhau, một yêu thì yêu rồi sẽ khỏi được, tại vì đã yêu nhau thì vừa lúc đó như vậy là nó hai bên gọi là cũng để gặp nhau hết. Lúc đó là làm giấy tờ đồ này không biết cái gì nữa. Theo phong tục của người Rắc Lây á, con cô con cậu là theo truyền thuyết bằng miệng là lấy được nó vậy á, do đó là bạn này là muốn lấy nhau thành hạnh phúc á. Còn nói về vấn đề là hôn nhân cận huyết là họ không biết bởi vì là họ còn non trẻ. Đồng bào dân tộc của mình nha, cứ thống nhất gì đó là hai bên tộc họ quen ân nhau rồi, bây giờ mình phải tập trung cả tộc họ luôn, có thể làm cưới đồng họ cho nó, để làm cúng một chén rượu, một con gà, cúng bái xong rồi ân nhau là ân nhau thôi. Hồi xưa nói thế này này, mình là con cậu là có thể là cháu bắt được đó, hồi xưa đó không cho phép như vậy. Để chứng kiến sự việc xảy ra như thế này, mình cũng căn cứ theo cơ sở pháp lý. Hai em này là cũng học hết cấp 3, chỉ yêu nhau ban đầu sơ bộ, mình nghe
quen nhau như thế nào cũng không biết. Khi mình nghe là mình mời hai em này rồi hai ông bà hai bên á là ngồi lại. Bà Trâm Thị Biên là mẹ đẻ của Trâm Thị Trao á. Rồi mời thêm nữa là trưởng tộc bên họ Cà Mau á, trưởng tộc là quản lý phong tục tập quán của họ đó. Là sáu người này là ngồi lại một chỗ. Ông nhân trần cần huyết là không cho phép rồi. Sau này liên quan đến vấn đề là nòi giống này không phát triển, do đó là không được lấy nhau con cô con cầu là ba đời. Như thế thuyết phục họ là phải chia tay nhau. Rồi lại nghe nói con của cậu đã không được ân nhau, không được bắt nhau. Bữa nay nó bỏ nhau hết rồi. Chắc nó bỏ nhau chắc 3-4 năm rồi đó. Do đó là cuối cùng mình nói là họ cũng hiểu được. Rồi thằng Quốc, nó bắt vượt xa đó. Lấy vợ ở xã Phước Bình. Trâm Thị Trao bây giờ nên đi làm mướn làm đồ Đà Lạt. Đi làm tại công ty trồng hoa tại Lâm Đồng. Đi hết rồi, cũng ân nhau nữa. Về thôn là gặp nhau cũng vui vẻ như anh em bình thường. Nếu mà mình không giáo dục, thuyết phục không có kịp thời ngăn cản là sẽ ảnh hưởng đến cái tộc họ khác, rồi người khác sẽ lấy con cô con cậu cùng dòng họ. Cũng được thuyết phục được. Hai gia đình này người ta không có lấy nhau nữa. Mình cũng nói nuôi dầm thấm lâu cho bà con á, đừng có nên thực hiện như vậy nữa. Cân nhắc là góc độ là trong dòng họ là ông bà cha mẹ ông bố là phải tuyên truyền vận động các cháu đừng có nên là lấy nhau cần huyết, phải lấy họ khác để phát triển về trí tuệ này, về con người này, để tương lai sau này. Mình cũng rút ra một bài học để sau này mình cũng phải nói từ những cái sự việc đã xảy ra trước mình truyền đạt cho bà con. Nên là đừng có thể hiện như thế nữa. Đưa ra triển khai là mình phải suy nghĩ, mình phải vận dụng hết sức mình luôn. Rồi mình nói là làm sao phù hợp với bà con nữa. Nó lợi ích đến bà con, người dân mới đồng tình. Năm 2019, thôn Tà Nôi lại bùng lên một hiện tượng tưởng như rất cũ và được nhắc nhiều, nhưng tái lặp lại. Hiện tượng này, trưởng thôn Cà Mau Viên quyết tâm dập tắt để ngăn những hệ lụy lớn hơn. Cho dù câu chuyện bắt đầu tưởng chừng rất đơn giản. Năm 2019 là vụ việc mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Vợ là tên Bộ A Lê Thị Thiêu, chồng là Tạ Buôn Thừa. Ông chồng mình uống say, nó đạp lấy bằng tay nó đạp ba cái. Đánh một phát mà thôi, đánh vừa thôi, không phải đánh lớn đâu. Đánh nhẹ vậy đó, giống như cái đấm vậy là tại vì là do cái say quá. Lúc đó là lỡ nói vợ này kia chửi vợ là do cái rượu chè, uống rượu chè đó. Ông chồng là sử dụng rượu bia nhiều, giờ thì muốn chồng đi làm nương rẫy sớm. Nhưng mà ông chồng này là rất là nhiều lần rồi, dậy muộn, không đi làm. Mình chửi, để nói gì là bây giờ bà đâu biết gì đâu, nói vậy. Cũng bình thường thôi. Thì lúc đó thì tức người nói hai bên họ giao dục ông á. Trong dòng họ cũng đã có hòa giải nội bộ nhưng mà ông này không nghe. Ngày thì mình đi làm, chiều thì mình uống khoảng một người là khoảng một lít á. Thì mình nói cho ông xá thì ông xá phải la mình nha. Lúc đó thì nó uống say thì chẳng đâu có chịu. Vợ nói là bây giờ là cái này có giải quyết thì được, không có giải quyết thì không được. Bây giờ là mời trưởng thôn đồ này kia giải quyết nơi bộ nông thôn của mình. Do đó là bà này là thấy bức xúc thì người có uy tín mời trưởng thôn. Cháu mình ở đây á, có mà phiền thì giải quyết một lần ân chăng mình nha. Ban quản lý thôn thì người có uy tín cùng với chi bộ ngồi lại tại gia đình đó thuyết phục vận động, hỏi đầu đuôi câu chuyện sự việc xảy ra. Như trình bày là ông chồng là không chịu đi làm, uống rượu bia nhiều thì trong đó là làm cho máu không có lưu thông, là không đi lại được á. Đặc biệt nhất là hệ thần kinh suy nhược hết toàn bộ cơ thể. Uống rượu bia uống vừa phải mà nếu uống nhiều quá thì nó hại đến sức khỏe. Cái đó là lỡ gặp anh em khách đến nhà thì uống một hai ly, giờ mình phải uống với khách để cho thoải mái đẹp hơn một lúc đó thôi. Ông chồng đi kiếm tiền một đồng hai đồng mà ăn chồng nhau xong mà la lối vợ con á ba lần, mình sẽ nó đám thế nào cũng sợ mình làm mạnh thì mình chết làm sao nữa, thà mình nhịn đi. Đây tôi á đã đụng cái vợ một cái đã bị sai lầm đó. Do đó là cũng phân tích giải thích về cái lời hại. Nói đừng uống rượu say, đừng có đập vợ con đâu có sai gì đâu.
giờ con đi làm mệt mỏi mà. Chuyển thôn rồi bây giờ nhắc nhở sau này đừng làm vậy nữa, rút kinh nghiệm để suy nghĩ làm ăn, đi rẫy đi nương. Không đi làm thì sau này là lấy gì sống? Tuổi già sức yếu không thể nào đi làm được, mình phải làm từ tuổi trẻ và tiết kiệm. Cảm ơn Vinh quyết để chồng mình tha thương cho vợ con mình. Vợ chồng mâu thuẫn nhau là không thể nào lo phát triển kinh tế, không lo con cái học hành, cái này là sai. Để mang tiếng nữa, là gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì mới xã hội tốt. Gia đình mâu thuẫn thế này thì không có lợi gì cả, hại là chính. Lúc đó là hối hận rồi, lúc đó thì em cũng nghĩ chấp hành trưởng thôn nói cho đàng hoàng, cho nghiêm túc. Ông thừa nhận không có đánh vợ con nữa. Nói về vợ là sau này không làm nữa, để rút kinh nghiệm. Thì vợ nó cũng biết, cũng hiểu, chả biết là vậy đâu. Nghe lời đó, ông là tiếp tục là hạn chế uống rượu bia. Mà thật sự là đúng, ông này hạn chế, có giờ giấc. Thì chẳng em thì không có bạo lực gia đình nữa, cái cam kết nữa. Lời hứa phải có trên sở. Nên vậy, theo đồng bào của mình, đó thì rút kinh nghiệm rồi. Thông giải quyết xong rồi, bữa nay ăn khác rồi, tỉnh táo lại. Ông chồng chỉ làm ăn ở nhà. Đi làm mà làm rất là giỏi. Riêng diện tích cây điều là 3 hecta, cây hoa màu như cây bắp, cây đậu để tăng thu nhập, rồi chăn nuôi bò. Đến bây giờ là hai vợ chồng này là cuộc sống rất là ổn định, khá giả trong thôn. Hạnh phúc mình ở, ông chồng rất yêu thương mình. Yêu chứ, yêu vợ, yêu nhiều luôn chứ. Ráng chăm sóc vợ con. Nếu mà không có Cà Mau Viên là giúp, là bây giờ cái gia đình của tôi là cứ nó hân hạ chửi nhau vài là không thành công. Để như Cà Mau Viên là Bí thư chi bộ tới nhà, tới nơi chiêu đạo cho mấy tụi em, cho trăm năm hạnh phúc sau này. Khi hòa giải được, giúp ích cho người này một phần nhỏ, họ tiến bộ, mình rất là vui. Về việc đầu hòa giải nội bộ, quay lại đóng cửa dạy nhau, thời gian xảy ra đơn giản chỉ mâu thuẫn, nếu không để là trở thành bạo hành gia đình, đánh vợ đánh con rồi này kia, là nó ảnh hưởng tới cặp vợ chồng khác. Bởi vì là ông này là uống thế này được, vợ này mà không có báo cáo để mà giáo dục chồng, các cặp vợ chồng khác là noi theo như cặp vợ chồng này. Cứ để như vậy là thói quen phải có ảnh hưởng rồi. Góc độ như người chồng người cha là phải gương mẫu, làm gương giáo dục cho gia đình mình, làm gương cho người khác để học tập. Bố mình chết từ lâu rồi, có ma viên trong bà ruột của mình, thương con cái, nhà đình em. Đến bây giờ họ rất là cảm ơn, nói là chú giải quyết cho cháu, trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ chú. Có ma viên làm trưởng thôn tốt nhất này, giúp đỡ bà con thế nào cũng làm được hết, trong cả làng luôn, tất cả một cái thôn luôn. Vừa dạy học này, vừa làm việc của việc xã có này, trong cái thôn mình làm tốt hết. Chú quý Cà Mau Viên nhé. Tiên trưởng Cà Mau Viên, cảm ơn trưởng thôn